Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia vào kèo Aerob đến từ dự án Pirate King, một dự án game NFT. Và trong kèo Aerob ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có cái pool giải thưởng, đó là 500.000 cái đồng token PKT, tương đương với khoảng 20.000 đô. Thì trong kèo này chúng ta sẽ có 3.500 suất random và 100 suất dành cho top rapper. Ngoài ra thì còn có thêm 5 suất may mắn ở trong top 100 thì sẽ nhận được cái phần allocation, tức là cái suất tham gia private sale đến từ dự án. Ok, và mỗi người chiến thắng thì chúng ta sẽ nhận được là 125 cái đồng token PKT. Đấy, thì đây cũng là một cái dự án mà mình nghĩ nó khá tiềm năng để anh em có thể tham gia. Ok, thì dự án thì sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 2 năm 2022, tức là toàn khoảng 16 ngày nữa thì nó sẽ kết thúc. Token thì sẽ được phân phối về ví cho các bạn sau cái thời gian IDO. Dự kiến giá listing, giá list lên sàn, list lên pancake của nó là 0.04 đô. Và sau khi list thì có thể là giá nó sẽ tăng lên nữa. Đấy. Rồi thì cái giá ban đầu 125 token thì sẽ tương đương với tầm khoảng 5 đô. Nhưng mà mình nghĩ hôm sau khi mà nó list lên thì chắc chắn là giá của nó sẽ tăng hơn nữa. Thì anh em chúng ta cũng có thể kỳ vọng. Ok, thì ở cái phần về cái dự án game này thì ở cuối video thì mình sẽ review thêm cho anh em một chút cái thông tin. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tham gia và tiến hành hoàn thành Aerob. Ok, thì mình sẽ tiến hành thao tác ở trên điện thoại nhé. Đầu tiên là các bạn sẽ cần truy cập vào đường link mình để dưới phần mô tả của video. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành là follow cái trang Twitter của dự án này. Các bạn sẽ mở cái trang Twitter của dự án ra. Nhiệm vụ của cái dự án này thì nó cũng khá đơn giản thôi. Anh em nào mà chúng ta làm nhiều rồi thì có lẽ là những cái dự án này, những cái nhiệm vụ này thì các bạn cũng làm rất là nhanh. Ok, đầu tiên là chúng ta sẽ mở cái trang Twitter của dự án ra. Các bạn nhấn vào phần follow hoặc là theo dõi. Rồi sau đó quay lại nhấn continue. Nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ retweet cái bài tweet ở trên kênh của dự án, ở trên kênh Twitter luôn. Rồi thì các bạn sẽ lướt xuống, các bạn nhấn vào phần retweet này thì nó sẽ chuyển hướng cho các bạn đến cái bài mà chúng ta cần retweet. Ok, thì các bạn sẽ nhấn vào phần retweet thôi. Sau đó chúng ta sẽ quay lại này, các bạn nhấn vào phần continue. Tiếp theo là chúng ta sẽ join vào cái kênh channel Telegram của dự án. Thì đây các bạn sẽ mở ra, chúng ta sẽ mở cái kênh channel của dự án ra nhé. Ok, các bạn nhấn vào phần join. Sau đó thì các bạn sẽ quay lại chúng ta vào cái dấu ba gạch phía trên góc trái màn hình. Ở đây các bạn sẽ thấy phần setting, các bạn nhấn vào và chọn vào username. Các bạn sẽ tiến hành copy cho mình cái username này nhé. Ok, sau khi các bạn sao chép xong username thì các bạn quay lại và chúng ta khai báo vào đây. Các bạn lưu ý là thêm cho mình cái dấu A còng ở phía trước username, sau đó các bạn nhấn vào và nhấn continue. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ join vào Telegram group của dự án. Thì đây các bạn cũng sẽ nhấn vào tương tự. Đây, lúc nãy là chúng ta join vào cái kênh channel, còn bây giờ các bạn sẽ join vào cái group của dự án thì các bạn nhấn vào phần join. Sau đó ở đây thì các bạn lưu ý là các bạn sẽ cần phải làm thêm một bước nữa, đó là chúng ta sẽ nhấn vào phần click here to verify your human để các bạn xác minh bạn là không phải là người máy. Ok, thì các bạn sẽ tìm lại cho mình cái thông tin à. Ok, mình sẽ thử click vào đây nhé. Rồi sau khi các bạn click vào và các bạn thấy là chúng ta chat được ở trong nhóm như thế này rồi thì tức là các bạn đã join vào thành công rồi. Ok, sau đó thì các bạn sẽ quay lại, chúng ta cũng sẽ tiến hành là điền cái username Telegram của các bạn vào đây và nhấn continue. Và sau khi các bạn hoàn thành những cái nhiệm vụ ban đầu, 4 nhiệm vụ ban đầu thì nó sẽ hiện lên cho các bạn một số cái nhiệm vụ nữa. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ tiếp theo là các bạn sẽ join vào cái kênh Discord của dự án. Đây các bạn nhấn vào phần chấp nhận lời mời này. Đấy, sau đó các bạn sẽ join vào. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ quay lại, các bạn sẽ nó sẽ yêu cầu chúng ta là ở đây thì không yêu cầu khai báo username thì các bạn quay lại và chúng ta nhấn vào continue là xong. Đấy, tiếp theo là chúng ta sẽ xem qua cái website của dự án này. Đấy, thì cái phần này thì ở cuối video mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ review qua. Tiếp theo là xem qua cái trang Reddit của dự án. Thì cái nhiệm vụ, những cái nhiệm vụ visit này có cái chữ visit đầu tiên ấy, thì anh em chỉ cần là chúng ta xem qua được chứ các bạn không cần follow, không cần like gì cả. Đấy, và cuối cùng là chúng ta sẽ điền cái địa chỉ ví BEP20. Thì với cái địa chỉ ví BSC thì các bạn có thể sử dụng địa chỉ ví ở trên ví MetaMask hoặc là ví Chất Wallet. Thì ví thì các bạn sử dụng ví MetaMask cũng được nhá. Rồi đây mình sẽ sử dụng ví MetaMask này. Sau đó chúng ta dán cái địa chỉ ví vào và nhấn Continue.
Cuối cùng thì nó sẽ hiện lên cho chúng ta một cái đường link rep. Bây giờ thì các bạn có thể copy đường link rep này, chúng ta chia sẻ cho bạn bè của chúng ta tham gia để các bạn có thể nhận được thêm token cũng như là tham gia vào cái phần đua top. Còn nếu mà các bạn không đua top mà chúng ta chỉ ăn trong 3.000 năm cái 500 suất random này thì cái nhiệm vụ cuối cùng chia sẻ cho bạn bè thì các bạn có thể bỏ qua nhé. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ review thêm cho các bạn một chút cái thông tin về cái dự án game này. Thế đây là một cái dự án game lấy theo cái bối cảnh là những cái thuyền viên, những cái hải tặc tham gia chiến đấu. Thì ở trong cái game này thì các bạn sẽ có thể là chiêu mộ những cái hải tặc. Ở đây thì có các cái, các bạn thấy là cái đồ họa của con này thì cũng khá là ok này. Đấy, game demo, đây là cái giao diện game demo của nó. Thì hải tặc nó cũng sẽ có nhiều cái hệ độ hiếm khác nhau như là RS này, RC rồi là Legend. Đấy, loại R. Đấy, thì các bạn thấy là cái độ hiếm của từng hải tặc, từng cái vị tướng mình gọi là hải tặc nhá, thì nó sẽ khác nhau. Và trong game thì chúng ta sẽ có các cái chế độ như là đi tìm kho báu này, tham gia chiến đấu với những cái kẻ địch khác, rồi là các bạn có thể tham gia mua bán các cái vật phẩm, các cái NFT ở trên cái marketplace của dự án. Thì nhân vật thì các bạn có thể thấy là chia thành những cái hệ nhân vật ở đây. Đó, ở đây thì chúng ta mới có 4 hệ nhân vật. Rồi, tiếp theo là về tokenomics thì trong cái dự án này sẽ có một cái đồng token là đồng PKT. Thì cái đồng token này tổng cung của nó là 100 triệu token. Đấy, tổng cung cũng như thế này thì cũng khá là ít. Đấy, và mình phần phân bổ token thì các bạn có thể thấy là 1% dành cho Aerobe, 5% dành cho marketing, 9% dành cho ecosystem, 15% thì dành cho team đội ngũ, 45% dành cho phần play to earn reward pool và 6,5% dành cho liquidity pool, 13,5% dành cho ILO. Đấy thì cái phần này là giống như cái kiểu IDO ấy. Đó. Và về cái lộ trình của nó thì hiện tại đang đi tới ở quý 1 năm 2022 thì sẽ tiến hành kiểm toán này, kiểm toán audit cái contract, ra mắt cái phiên bản chơi testnet này và mở bán ILO. Đó, và liệt kê lên PancakeSwap, khởi chạy mainnet ra game chính thức này, rồi là cập nhật thị trường ở trong trò chơi, cập nhật cái marketplace ở trong trò chơi. Đấy thì nói chung con này thì hiện tại là cái lộ trình của nó như thế này thì ở trong quý 1 là tức là nó cũng đã có game để anh em có thể chơi rồi. Con này thì mình không đánh giá dài hạn nhưng mà trong ngắn hạn thì con này mình nghĩ là nó rất là ok. Đây là đột về đội ngũ team sáng lập của dự án. Đội ngũ team sáng lập thì là một cái team đến từ Việt Nam, nhìn khá là trẻ. Ok, đối tác và nhà đầu tư thì hiện tại chỉ có trên link đấy, và không biết là hôm sau thì nó có cập nhật thêm nữa hay không. Thì các bạn có thể, nếu các bạn thấy thích cái dự án này thì chúng ta có thể follow và cập nhật thêm. Ngoài ra thì các bạn có thể nhấn vào cái phần white paper ở phía trên đấy, hoặc là cái phần giấy trắng ở đây mình đang dịch sang tiếng Việt để các bạn xem được một số cái cơ chế chơi cũng như là cái cách thức mà các bạn có thể kiếm được tiền ở trong cái tựa game này. Đó thì các bạn sẽ tự động vào đây để các bạn chơi, các bạn xem qua nhé. Đấy, mình sẽ xem lại một chút ở cái phần token. Thì đây là cái phần token. Thì cái dự án này ấy, thì cái đợt mở bán ILO thì nó sẽ mở khóa 100% sau IDO luôn. Nên là lấy là cái lý do mà mình nghĩ là trong ngắn hạn thì con này rất là ok. Thì anh em có thể tham gia các cái đợt whitelist và mua được ILO của cái dự án này. Thường thường những cái dự án mà mở khóa unlock 100% ở cái thời điểm ban đầu ấy mà chúng ta mua được giá IDO thì ít nhất là nó sẽ tầm khoảng x2 hoặc là x3 gì đấy. Nó không thể x5, x10 nhưng mà x2, x3 thì rất là đơn giản và hoàn toàn là các bạn sẽ có lãi nếu mà các bạn mua được cái giá ILO. Nên là mình nghĩ là với kèo này thì chúng ta nên follow để kiếm những cái suất whitelist. Đó. Còn về đội ngũ team thì sẽ bị khóa token trong vòng 12 tháng và sẽ mở khóa token trong 12 tháng tiếp theo. Đấy, có thể nói là nếu mà đúng như cái lộ trình thì đây cũng là một cái dự án đường dài và các bạn có thể đặt niềm tin vào được. Ok, thì đó cũng là những cái nhận định cá nhân của mình và những cái phân tích của mình dựa trên cái white paper của dự án. Còn nếu các bạn muốn tham gia đầu tư, chúng ta bỏ tiền vào thì các bạn nên tìm hiểu kỹ, thật kỹ dự án trước khi mà chúng ta tham gia. Ok, và video hướng dẫn của mình tới đây là kết thúc. Nếu anh em thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.